Huỳnh Như ghi bàn giúp Việt Nam hạ Ấn Độ. Huỳnh Như ghi bàn từ phút thứ tư, mở ra chiến thắng 3-1 cho Việt Nam trước Ấn Độ ở vòng loại 2 bóng đá nữ Olympic Paris 2024. Sau trận thua Uzbekistan 0-1 hôm 26 tháng 10, Việt Nam buộc phải thắng Ấn Độ để níu giữ cơ hội đi tiếp. Bước vào trận đấu trên sân Lokomotiv chiều nay ngày 29 tháng 10, huấn luyện viên Mai Đức Chung thay 3 vị trí trong đội hình xuất phát với hậu vệ Lương Thị Thu Thương, Mỹ Anh và Thanh Nhã lần lượt thay Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu và Phạm Hải Yến. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Ấn Độ nhưng thủ môn Kim Thanh đã chơi tập trung. Ngay sau đó, Việt Nam lên bóng tấn công cánh phải. Tuyết Dung xử lý bình tĩnh đưa bóng sang chân trái rồi tạt chính xác cho Huỳnh Như trong vòng cấm đánh đầu mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp Việt Nam chơi hưng phấn. Phút 10, Huỳnh Như đánh đầu dội cột rồi đá phạt khiến thủ môn Elan Bam Panthoi vất vả cản phá một phút sau. Đến phút 22, từ quả treo bóng bên cánh trái của Dương Thị Vân, Trần Thị Hải Linh không bị ai kèm trong vòng cấm đánh đầu nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, Việt Nam dần thay người, trong đó Phạm Hải Yến vào thay đội trưởng Huỳnh Như. Cũng với một pha đánh đầu, chính Yến ghi bàn thứ 3 cho Việt Nam ở phút 73. Sau đó, hàng thủ Việt Nam mắc sai lầm ở phút 80 khi thủ môn Kim Thanh băng ra thiếu quyết đoán để cầu thủ vào sân thay người Sandhya Rangkathang đánh đầu ghi bàn. Thắng chung cuộc 3-1, Việt Nam tạm vươn lên dẫn nhì bảng C với 3 điểm, bằng Uzbekistan nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Chủ nhà Uzbekistan sẽ chạm trán Nhật Bản vào lúc 19:00 hôm nay và khó gây bất ngờ. Ở lượt cuối ngày 1 tháng 11, Việt Nam sẽ đối đầu Nhật Bản, còn Uzbekistan gặp Ấn Độ. Việt Nam phải có ít nhất một trận hòa, còn Uzbekistan không thắng Ấn Độ mới mong có cơ hội vào vòng loại 3 Olympic Paris 2024. Đội hình xuất phát: Ấn Độ, Elan Bam Panthoi, Suiti Nganbam, Asalata Loitombam, Siki Hemam, Anju Taman, Indumati Kathiren, Manisha, Ritu Rani, Sanju, Sumia Gugut, Bala Nyangrom. Việt Nam, Trần Thị Kim Thanh, Lương Thị Thu Thương, Trần Thị Hải Linh, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Ngân Thị Vạn Sự, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.